Chào mừng quý vị và các bạn đến kênh video của Điện Máy Cường Linh. Thì hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2023. Thì trước mắt quý vị và các bạn đây là hai cái mẫu máy cắt đít ốc hiện đang được bà con tin tưởng và sử dụng hiện nay. Thì bên trái đây thì là cái máy cắt đít ốc bé sử dụng cho những hộ gia đình, những cái quán ốc nhỏ lẻ tầm khoảng 10 đến 20kg cắt sử dụng cho 10 đến 20kg ốc một ngày. Còn những bà con sử dụng với cái số lượng lớn hơn có thể là 50 đến 70kg hoặc là tận 2 đến 3 tạ một ngày, 3-4 tạ, 5-6 tạ sử dụng với số lượng lớn thì chúng ta sẽ có cái máy cắt đít ốc công nghiệp ở đây. Đấy, còn cái vấn đề bà con quan tâm đấy là cái phần giá bán thì cái máy cắt đít ốc nhỏ thì sẽ có giá là 4 triệu và cái máy cắt đít ốc lớn này thì sẽ có giá là 7 triệu thì giá đã bao gồm tiền cước vận chuyển về tận nhà cho bà con. Thì sau đây chúng tôi sẽ tiến hành đi chi tiết từng cái sản phẩm. Thì đầu tiên là cái máy cắt đít ốc nhỏ, thì với cái máy này thì một lần thì bà con có thể cắt được từ 8 đến 10 0,8 đến 1 kg. Đấy, bà con có thể cắt một lần như thế là được khoảng 2 đến 3 đĩa ốc để xào cho khách, để chế biến cho khách. Chúng ta sẽ có một cái máy màu hơi đen đen như này và xung quanh cái vỏ thì nó hoàn toàn bằng nhựa. Đấy, cái vỏ chân đế các thứ, vỏ bên ngoài là bằng nhựa và có một cái tấm nắp ở đây, chúng ta có thể là mở ra để vệ sinh máy cũng như là xem bên trong. Thì bên trong thì cấu tạo gồm một cái lưỡi dao ở đây, một cái lưỡi dao bằng thép Wolfram và một cái hệ thống lồng để đựng ốc. Thì cái lồng này thì nó sẽ có những cái lỗ nhỏ ở đây. Đấy, thì những con ốc chúng ta sau khi vào bên trong thì những cái đuôi con ốc nó sẽ lọt qua cái lỗ này và cái dao này nó sẽ có tác dụng nó cắt những cái đuôi đấy đi và cái đuôi đấy nó sẽ rơi ra bên ngoài này. Đấy, còn cái ốc thì chúng ta sẽ mở cái cửa ở đằng trước này nghiêng ra là chúng ta sẽ lấy được cái thành phẩm ra. Còn đây cái lưỡi dao cắt của máy thì sẽ bao gồm một cái lưỡi dao có thể tháo rời ra được và dao này là sử dụng bằng thép Wolfram thì chất liệu thép rất là cứng, không phải sử dụng bằng thép thường. Thép thường thì chúng ta sẽ cắt những cái ốc cứng với quay với tốc độ nhanh thì va cái ốc cứng thì nhiều khi nó sẽ bị mẻ, nó sẽ bị biến dạng, nhưng với việc sử dụng cái lưỡi thép này thì nó rất là cứng. Đấy, đảm bảo cho bà con cắt những cái đuôi con ốc cứng, ốc đá, ốc len rất là thoải mái. Đối diện thì nó sẽ có hàn thêm một cái thanh thép ở đây đấy để tạo cái độ cân bằng cho cái lưỡi dao này, đấy giúp cái lưỡi dao trong lúc quay thì nó không bị văng, đấy giúp cái máy hoạt động nó sẽ êm và ổn định hơn. Và cái lưỡi dao này thì có thể tháo rời, có thể thay thế hoặc là mài cũ ở đây để bà con sử dụng lâu dài mà nó bị có thể bị mòn đi, chúng ta sẽ thờ mở hàn ốc này, chúng ta mở ra chúng ta mài. Đấy, bên trên này là hệ thống cái phễu để đổ ốc vào, thì một lần bà con đổ từ 8 đến 0,8 đến 1 kg ở đây. Đấy, chúng ta sẽ có một cái lồng bên trong, nó sẽ được khoan dạng hình phễu ở đây như này. Đấy, nó sẽ có cái dạng hình nón ở đây. Đấy, thì con ốc nó sẽ lọt đuôi vào đây. Đấy, lọt đuôi vào những cái lỗ này thì nó sẽ bị cắt đi. Đấy, khung máy thì hoàn toàn bằng thép hàn từ những cái thanh thép giữ vào với nhau rất là dày chắc chắn ở đây. Đấy, thì với một mẻ cắt như thế thì bà con cắm điện chỉ cần sử dụng đến 3 đến 5 phút là chúng ta có thể thu được cái thành phẩm với tỷ lệ ốc cắt sạch khoảng đến 95 đến 99%, gần như là hoàn toàn cắt cái ốc. Đấy, việc bà con chặt bằng tay thì mất là nhiều thời gian. Đấy, việc sử dụng cái máy này thì giúp bà con rút ngắn được cái thời gian và công sức đi rất là nhiều. Máy thì sử dụng điện. Đấy, sử dụng điện có phích cắm, đầy đủ phích cắm với dây điện dài khoảng 2 mét cho bà con ở đây như này. Đấy, chúng ta chỉ cần sử dụng, chỉ cần mở máy lên cắm điện cắt từ 3 đến 5 phút là mang ra chế biến để xào cho khách. Rất là đơn giản, gọn gàng và cũng rất là nhanh. Đấy, tiết kiệm được chi phí, không phải là mất thời gian nhiều để chặt từng con để chế biến một món ốc xào, rất là mất thời gian. Đấy, cái máy này thì nó sẽ có chiều quang khoảng chiều cao khoảng 40 phân, chiều dài khoảng 50 và bề ngang thì tầm khoảng 30 phân ở đây như này, với cân nặng khoảng 10 kg, có cái phần tay sách ở đây rất là gọn gàng, rất là chắc chắn ở đây. Máy thì nó sẽ sử dụng motor điện 0,35W ở đây. Đấy, rất là chắc chắn ở đằng sau này, 350W và truyền động bằng hệ thống dây cu loa cũng như là vòng bi bánh răng ở trong này. Đấy, rất là chắc chắn. Còn tiếp theo đây là cái máy lớn, thì với cái máy lớn này thì bà con có thể là bỏ 7 đến 8kg một mẻ và cắt cũng tầm khoảng 3 đến 5 phút là bà con có thể cắt xong. Thì với cái máy này thì chúng ta sẽ có cái thân máy đây, bề ngoài này là hoàn toàn bằng thép ở đây. Đấy, chúng ta sẽ có những cái tấm xung quanh này hoàn toàn bằng thép. Motor của máy nó sử dụng motor 0,75kW, 750W và truyền động bằng dây xích ở trong này. Đấy, nó sẽ truyền động bằng dây xích. Máy nó sẽ có hai cái chân trước và một cái chân sau, kết hợp với phần tay cầm đây để bà con có thể là bê đi bê lại rất là tiện lợi.
bên trên nắp máy thì nó sẽ có cái ống để bà con xả nước ở đây. Đấy, bà con sẽ cắm vòi nước ở đây trong quá trình sử dụng. Thì cái đuôi ốc chúng ta vừa bị cắt đi thì nó sẽ có nước nó dội đi, giúp cái ốc của chúng ta nó sẽ sạch hơn trong quá trình chúng ta cắt. Cái phễu đổ vào cũng bằng nhựa, và bên trong này là cái lồng máy thì đựng với số lượng lớn hơn nên có cái lồng rất là to ở đây. Còn đây bên trên máy nó sẽ có mấy tấm đấy, bà con rút cái tấm này ra để xem cái lồng bên trong của máy đây, số lượng lỗ rất là nhiều, nó cắt những cái lỗ đều nhau đây. Đấy, những con ốc nó sẽ ấy vào đây, đấy lọt lỗ vào đây và nó sẽ cắt đi rất là nhanh. Còn bên này là cái hệ thống lưỡi dao của máy, thì chúng ta sẽ có một cái cửa mở ở đây, bà con mở cái nắp này ra. Đấy, bên trong là cái hệ thống lưỡi dao này. Lưỡi dao của máy thì sử dụng hai dao đấy, sử dụng hệ thống hai dao ở đây. Hai dao này thì sử dụng bằng thép vô phật ram như cái máy nhỏ đấy, kích thước thì nó cũng tương đương nhưng việc sử dụng hai dao ở đây như này. Và dao này thì chúng ta có thể là sử dụng hai đầu, trường hợp bà con sử dụng cái đầu này mỏi thì bà con có thể là mở ra lật ngược lại đầu kia, chúng ta sử dụng thêm một lần nữa rất là tiện lợi đấy. Và cái máy này nó sẽ thiết kế là cái dao này nó sẽ mỗi lần cắt thì nó sẽ tương ứng với một cái hàng ở đây đấy, nó một vòng quay ở đây như này thì nó sẽ tương ứng với hai hàng, là một dao tương ứng với một hàng đấy, để giúp cái máy chúng ta cắt nhanh đều và không bỏ sót cái hàng nào, cái rất là nhanh, rất là hiệu quả ở đây như này. Đấy, cứ mỗi hàng cắt như này sẽ dao quay một vòng thì nó sẽ tương ứng với hai hàng rất là nhanh. Tổng thể của máy thì máy nó sẽ có chiều dài khoảng 90 phân, chiều cao khoảng 60 và bề ngang khoảng 45 phân, vừa cân nặng thì khoảng 45 kg. Thì với máy này thì hai người bê rất là thoải mái, hoặc là những bác nào khỏe thì chúng ta chỉ cần một người thì chúng ta có thể bê được. Và lúc mua máy thì cũng có đầy đủ phích cắm và dây điện cho chúng ta như này. Đấy, về chúng ta chỉ cắm điện cho nó sử dụng thôi. Ngoài ra thì bà con có được tặng kèm những cái trục kết nối này. Đấy, cái trục này là cái trục kết nối ở giữa motor và cái trục cắt của máy. Đấy, sử dụng lâu dài nó có bị reset, bị chạy thì chúng ta sẽ có những cái trục này để chúng ta thay thế ở đây. Đấy, giá máy là 7 triệu bao gồm tiền cước và chuyển về tận nhà cho chúng ta. Có cái máy nhỏ là 4 triệu. Thì quý vị và bà con có nhu cầu mua máy cắt đít ốc, máy bấm đuôi ốc thì vui lòng liên hệ đến máy Cường Linh, địa chỉ số 36 đường Cổ Điền, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, hoặc qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình. Tư vấn cũng như là bảo giá tốt nhất về sản phẩm. Chân thành cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi video, bấm đăng ký kênh để xem các video các sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.